Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có nền văn nghệ giàu màu sắc, người dân tộc Thái ở Việt Nam còn có nhiều nét văn hóa độc đáo. Trong cả ăn, ở, mặc, họ đều chăm chút tỉ mỉ tới từng chi tiết, tạo nên bản sắc riêng. Ngay trong trang phục truyền thống, dù mỗi vùng miền có mỗi nét khác nhau do sao thoa, tiếp biến văn hóa, người Thái vẫn chăm chút đầy đủ cho mình từ trang phục mặc thường ngày đến lễ phục, từ chiếc khăn đội đầu đến các chi tiết để trang trí cho bộ trang phục thêm cuốn hút. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp đặc trưng của trang phục dân tộc Thái, các vùng miền ở Việt Nam. Bộ trang phục truyền thống dân tộc Thái ở Việt Nam trước đây có đủ cả nam phục và nữ phục. Quần áo của họ đều là vải tự dệt bằng sợi bông hoặc sợi tơ tằm, sau đó nhuộm chàm. Tuy nhiên, hiện nay, bộ nam phục người Thái không còn được sử dụng nhiều. Đàn ông dân tộc Thái đều mặc quần Âu, áo truyền thống, chỉ được họ sử dụng trong các dịp lễ Tết, hội hè hay biểu diễn văn nghệ. Bộ nữ phục truyền thống dân tộc Thái cũng có sự thay đổi nhiều về màu sắc và chất liệu, nhưng kiểu dáng và các chi tiết vẫn được gìn giữ chăm chút. Từ thập niên 80 của thế kỷ 20 trở về trước, đời sống lúc bấy giờ chủ yếu là tự cấp tự túc. Phụ nữ dân tộc Thái có nghề trồng bông, nuôi tằm, dệt vải để phục vụ nhu cầu ăn mặc trong các gia đình. Trang phục của cả nam và nữ người Thái đều có màu sắc khá giản dị. Phần lớn đều là màu trắng của các loại sợi tự nhiên và màu đen do nhuộm chàm. Nam phục của họ là áo cánh rẻ ngực, cài nút vải hoặc nút dương. Người nam cũng mặc quần chân què nhuộm chàm, đầu chít khăn chàm. Quần áo nam của người dân tộc Thái các vùng khác nhau đều có nét tương đồng. Vẻ tinh tế, chi tiết cầu kỳ, màu sắc và kiểu cách khác biệt của trang phục dân tộc Thái các vùng miền chủ yếu tập trung ở bộ nữ phục. Trang phục của phụ nữ dân tộc Thái thường gồm áo cóm, váy dài, thắt lưng, khăn piêu, xà tích. Trang phục của họ đa phần nhuộm màu chàm, áo cóm còn có màu xanh hay màu trắng. Ngày nay, nữ phục dân tộc Thái trở nên đa dạng hơn về màu sắc và chất liệu do thị trường đã có sẵn rất nhiều loại vải với các màu sắc, hoa văn khác nhau, phù hợp với ý thích của mỗi người. Trang phục của phụ nữ dân tộc Thái các tỉnh Tây Bắc có nhiều nét tương đồng với nhau và có sự khác biệt so với trang phục của phụ nữ Thái khu vực Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ hai được tổ chức tại Điện Biên đã hội tụ đầy đủ màu sắc văn hóa Thái, trong đó có bộ trang phục truyền thống dân tộc của các địa phương. Những bộ trang phục đẹp và độc đáo của chị em phụ nữ dân tộc Thái trình diễn trên sân khấu đã thu hút người xem. Trang phục thường ngày, trang phục nghi lễ, trang phục cưới của nam và nữ người Thái, mỗi nơi, mỗi vẻ nhưng đều toát lên sự cầu kỳ, tỉ mỉ, trọng cái đẹp của cộng đồng này. Lò Thị Thêm, cô gái người Thái trắng ở xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, luôn tự hào về bộ trang phục tha thướt thường ngày của chị em phụ nữ dân tộc mình. Phụ nữ Thái trắng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La đều mặc váy đen dài chấm gót, áo cóm ngắn ngang thắt lưng, đính hai hàng cúc bạc giống như phụ nữ Thái đen. Tuy nhiên, áo cóm truyền thống của phụ nữ Thái trắng có cổ áo xẻ chữ V. Chị em người Thái trắng Mường So, Phong Thổ, Lai Châu còn có thêm bưởng, tạo nên nét khác biệt cho trang phục. Bưởng là chiếc đai rộng khoảng 20cm, to dần ở hai đầu, làm từ tấm thổ cẩm dệt hoa văn quấn quanh cạp váy. Bưởng ôm lấy eo người phụ nữ, tạo điểm nhấn và giữ cho vóc dáng được gọn gàng. Dân tộc Thái trắng Mường So thì gồm áo cóm cổ hình trái tim ạ, và bưởng để biểu diễn, và có cái chân váy đen ạ. Các chị em phụ nữ mà đi hội này và đi lễ đám cưới là mặc cái bộ trang phục của người dân tộc mình ạ. Cái bộ trang phục của người Thái trắng chúng em đang khoác trên mình là nó thể hiện cái những nét riêng và độc đáo nhất là của em thích nhất là cái bộ váy áo cóm của dân tộc Thái trắng Mường So chúng em.
người Thái trắng ở Mường So, Phong Thổ, Lai Châu cũng sáng tạo cho mình thêm các lễ phục. Lễ phục được thầy Mo và những người quyền quý mặc khi tham gia các nghi lễ cộng đồng, và lễ phục của cô dâu mặc khi về nhà chồng. Lưu Khánh Trang, cô gái trẻ người Thái trắng tỉnh Lai Châu, đang khoác trên mình bộ trang phục cưới duyên dáng cô dâu Thái trắng với chiếc áo dài tha thướt. Trang phục của em đây là trang phục cưới của gái Thái trắng ở Lai Châu, Mường So, Lai Châu ạ. Khác với trang phục thường là ở họ sẽ khoác một cái chiếc áo được làm bằng vải voan bên ngoài thêu những họa tiết đặc sắc hơn ạ. Thường thì là có màu đen hoặc là màu tím than ạ. Dạo chiếc nón này thì là khi trên đường về nhà chồng thì người mẹ sẽ trao cho con để đội đi đường ạ, để sang nhà chồng. Nên là chiếc nón này rất quan trọng đối với cô gái Thái khi về nhà chồng ạ. Phụ nữ dân tộc Thái Tây Bắc rất tự hào về bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình. Dù nghề dệt ngày nay không còn phổ biến, họ không còn tự may trang phục dân tộc, nhưng chị em người Thái vẫn luôn yêu thích gìn giữ chiếc váy đen, khăn piêu, áo cóm với hai hàng cúc bạc duyên dáng được tổ tiên truyền lại từ bao đời nay. Bà Lò Thị Xôm ở phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ là một trong số các thợ may áo cóm đầu tiên của Điện Biên. Nghề của bà giờ lại được truyền nghề cho con cháu. Bộ trang phục truyền thống dân tộc Thái ngày nay được chính những người thợ may như bà gìn giữ và tô điểm thêm. Nghề Thái ở Điện Biên nói chung và tất cả các nghề Thái thì đều có áo cóm và váy, có cái thắt lưng, các màu xanh, màu tím và màu hồng. Nhưng mà đối với ở Điện Biên ấy thì có cái cổ thì nó cao hơn, còn nó che kín hơn. Nói chung là ở Thái trắng thì có cái cổ nó chế mà hình trái tim, hoặc là cái hình đấy thì là của người Thái trắng. Nói chung là cả hai ba loại áo đều có cái hàng cúc, vòng và sa tích để làm nổi bật điểm nhấn cho cái trang phục của người dân tộc Thái. Người Thái trắng thì không có khăn piêu, nhưng mà người Thái đen thì tượng trưng là có cái khăn piêu để đội đầu. Không những khăn piêu để đội đầu mà còn lấy làm quà tặng cho bậc trên của nhà chồng để làm quà. Đấy cũng là cái quà kỷ niệm của những người Thái Điện Biên. Sinh sống ở vùng đất người dân tộc Mường chiếm đa số, trang phục của người dân tộc Thái, Hòa Bình và Thanh Hóa, Nghệ An lại có những nét biến tấu riêng. Chiếc áo cóm của họ không may dài đến ngang thắt lưng mà được thu ngắn lại. Đó là kiểu áo chui đầu, cổ có viền màu nổi bật, chiều dài thân áo chỉ khoảng 30cm. Áo cóm này thường có màu chàm hoặc màu xanh, màu trắng. Kiểu áo này giống với kiểu áo của phụ nữ dân tộc Mường. Điểm đặc biệt của váy áo phụ nữ Thái khu vực Thanh Hóa, Nghệ An là chiếc váy dài quấn cao lên ngang ngực, được dệt hoa văn rất sặc sỡ. Mảng hoa văn trên chiếc váy này lại được phân bố tùy theo vùng sinh sống. Có vùng chị em phụ nữ dệt hoa văn trải dài trên phần thân váy. Có vùng mảng hoa văn sặc sỡ lại chỉ được may đính trên phần cạp váy. Sống trên khu vực biên giới, giáp danh với các bản Lào của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, những nét hoa văn trên váy của chị em phụ nữ dân tộc Thái, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có nhiều nét ảnh hưởng từ hoa văn thổ cẩm Lào. Những hoa văn có độ to, nhỏ và màu sắc khác biệt không chỉ thể hiện khiếu thẩm mỹ của mỗi phụ nữ mà còn thể hiện đẳng cấp của mỗi người trong xã hội. Thì đồng bào Thái sống rải rác ở các huyện, nhưng mà mỗi nơi sẽ có một cái trang phục hơi có một chút khác nhau. Ví dụ như Thái ở trên Quan Sơn Mường Lát thì họ chủ yếu là trang trí cái phần thân váy với chân váy thêu thế này. Còn ở dưới Bá Thước, một số phần ở dưới thì lại trang trí cái cặp váy thế này, mặc cái cặp váy thế này, dệt thế này. Còn chân hắn ngày xưa là họ dệt vải bông xong là nhộm chàm, nhưng bây giờ thì lại mua vải đen thì mình may cho nó hợp thời trang một chút.
Cái áo khóm của người Thanh Hóa là đúng là đặc trưng của người Thanh Hóa, thì nó có ngắn hơn, ở đằng sau là nó thò ra ngoài, có hơn đến 20 phân thôi. Còn các cái áo khóm của nơi khác thì dài hơn. Còn nam giới thì cũng có quần đen, mà cái áo đen cũng áo đen nhuộm tràm. Nhưng mà bây giờ thì để thời trang một chút thì mình pha một chút thổ cẩm vào đây. Các cái ngày lễ hội với đám vui đấy, đám vui đám buồn thì đều mặc hết, mà bà con cũng nói chung là sử dụng nhiều. Có một thời gian trước thì gần như là cũng muốn mai một rồi, nhưng mà mấy năm nay thì cũng nói chung là được đảng và nhà nước, chính quyền ở từ các cấp, từ trung ương đến tỉnh dưới đến địa phương thì rất quan tâm đến cái vấn đề khôi phục cái nét đẹp của văn hóa của các dân tộc nói chung và dân tộc Thái nói riêng. Mình rất có tâm huyết là muốn giữ gìn lại cái nét đẹp của dân tộc mình. Nếu mà không giữ thì ngày xưa các cụ đã có công để mà diệt lên những tấm thế này rồi, mình con cháu mà không giữ lại cái nét đẹp thế này thì thật là có lỗi với tổ tiên. Trang phục dân tộc Thái với đầy đủ các loại kiểu, dáng vẻ thể hiện sự chăm chút cho con người của đồng bào. Màu sắc đa dạng của bộ trang phục dân tộc Thái các tỉnh phía Bắc cũng cho thấy tinh thần linh động trong văn hóa của họ. Ở khu vực người Thái sinh sống, tập trung đông như Lai Châu, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, họ là dân tộc có nhiều ảnh hưởng đối với các cộng đồng có dân số ít hơn, cùng sống chung trên một địa bàn. Ở những vùng người Thái có dân số ít hơn, họ đã tiếp thu được những nét tinh hoa từ các dân tộc khác để làm đẹp cho mình. Sự giao thoa, tiếp biến văn hóa khiến cho màu sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc Thái ở Việt Nam thêm phong phú và đa dạng.